Hello, chào cả nhà, chào buổi chiều nghe cả nhà. Hôm nay bà già Vlog làm một cái video quay cho cả nhà xem cho vui. Hôm nay bà già Vlog đưa con út, bé út bị bệnh đi bệnh viện ung bướu. Cuộc hành trình cùng con hôm nay bắt đầu đi lại này cả nhà. Bé út nhà bà già Vlog bị ung thư từ 4 tháng, giờ tiếp tục đi vào bệnh viện để vào thuốc để quá trình chữa bệnh ung thư đấy cả nhà. Giờ chuẩn bị đi từ nhà xe trung chuyển về tới huyện, là sẽ đi xe từ huyện đi thẳng bệnh viện ung thư đấy cả nhà. Đây là xe trung chuyển từ nhà bà già Vlog luôn, ra đi đón tận nhà về tới bến xe huyện Krông Bông, tới bến xe huyện tiếp tục đi xe chuyến đi Sài Gòn. Tới bến xe Krông Bông rồi cả nhà ơi, xe trung chuyển về từ nhà đón, vừa mới về tới bến xe Krông Bông, chuẩn bị lên xe đi Sài Gòn. Đi xe dọc đường gần 2 tiếng đồng hồ luôn cả nhà. Chờ phòng mua vé, đang ngồi chờ trên phòng mua vé cả nhà. Mẹ con đang ngồi chờ. Mít ơi, tới bến xe rồi à mít? Cả nhà ơi, trong khi chờ đợi xe chạy về Sài Gòn đó cả nhà, giờ bà già với dì cùng đi với con và ghé ăn tối cả nhà, ăn tối để chống đói. Mì đã chưa này? Tô ít mì là của cái cô bên đây, còn tô mì là cô bên. Đúng rồi, nhìn mì hấp dẫn quá này, ăn tí nữa ăn rất ngon. Chỗ này mình ăn quen rồi cả nhà ơi, nên rất rất thích ăn. Quán mì này tại bến xe luôn. Đấy cả nhà, mì ăn rất ngon lắm. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Mình rất thích cái khẩu vị của mì chủ quán này nấu, rất hợp với mình luôn cả nhà. Giờ mình tranh thủ ăn để chuẩn bị lên xe. Hôm nay có bà dì út đi theo, ông xã thì có quay ở nhà bận công việc. Có quay ạ. Đây dì út nè. Hello, chào cả nhà. Đây dì tôi út, mời cả nhà ăn sáng này. Cái gì ăn sáng? Ăn tối. Ăn tối. Đây dì út đi theo hỗ trợ bà già Vlog, hỗ trợ đến chăm bé. Ăn hào. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn nè, ngon lắm này. Nhìn hấp dẫn lắm. Mẹ, luôn. Nước nè, nước nè. Ơi. Đây đây đây, ngồi đâu, từ từ, đừng có phá, không có phá được. Này. Cái phá của họ hư nghe, người ta bắt đền đấy. Để mẹ sửa chỗ nằm đã. Đây giường khách. Bên kia cả nhà. Bên này là giường của mình đây. Có tivi đàng hoàng cả nhà. Mà mình không coi được. Hơi bị chóng mặt. Đi miết mà cũng không quen này. Cứ nghe tiếng xe thấy sợ rồi. Nghe mùi xe chịu không nổi. Đây mẹ bỏ đồ này.
Rồi nằm đi. Nằm đi mết. Nằm đi, nằm đi. Ui giỏi quá. Con tự nằm đi. Ui giỏi quá. Đấy, cả nhà xem. Cái chân nó bị liệt. Nên hơi khó. Mết ơi. Mết đi Sài Gòn hả mết? Cuộc hành trình với con này, cả nhà khổ lắm luôn. Tháng nào cũng phải đi. Một tháng ở nhà, một tháng đi. Đi mòn cả đường luôn cả nhà. Con ơi, con gọi đi. À, con chào cả nhà đấy con. Cả nhà ơi, xin chào cả nhà. Ở chị hả? Dì chứ, dì đang nằm trên mà không phải chị đâu. Dì ơi. Mít gọi kìa. Thấy chưa? Giờ bắt đầu lên xe đi thẳng Sài Gòn này cả nhà. Rồi, một giường trên, giường dưới. Giường dưới dành cho em bé. Giường trên là dành cho dì. Đây cả nhà. Xe giường phòng VIP. Không có tiền cũng phải đi xe này mới được. Với em bé là phải đi xe này thôi cả nhà. Không có tiền cũng bắt buộc phải đi. Vì xe này nó hơi mắc tiền tí so với xe giường nằm kia. Xe giường nằm thuốc bên kia kìa. Đó, đây là xe giường phòng. Giường phòng nằm nó thoải mái hơn. Với em bé là phải có giường phòng. Nó ngủ. Nó nằm ngủ cho nó thoải mái cả nhà. Đây là cửa thoát hiểm đây cả nhà. Đấy. À, 5 giờ sáng mới tới bến xe miền Đông. Giờ mới tới xe miền Đông. Giờ đang đi xe trung chuyển này. Xe trung chuyển đi từng bệnh viện một. Và mình thì mình đi bệnh viện ung bướu. Mới 5 giờ sáng. Dạ. 5 giờ sáng rồi. Khám là bên kia. Khám là bên kia. Tới nơi rồi cả nhà này. Giờ phải xếp hàng này. Xếp hàng mới cho vô này. Đợt trước thì không cần. Đợt này phải xếp hàng từng người một, ai có giấy. Có giấy mới vô được. Bé thì có giấy này. Bé có giấy hẹn. Giờ đi xếp hàng ấy Hiền. Chị đi cầm giấy. Phải xếp hàng. Em rửa tay đi em. Em rửa tay này. Rửa tay em. Rửa tay mà đây. Được rồi, mới rửa mà. Trên xe hồi nãy mới rửa rồi. 3-4 cổng luôn cả nhà. Giờ bắt khai nữa. Vào được cổng thứ nhất rồi, giờ bắt cổng thứ hai, bắt khai nữa này. Bắt khai thông tin mới vô được tới phòng bệnh viện. Đây cả nhà ơi, vô được bệnh viện rồi. Giờ đây đang đi tìm nhà trọ này đi. Đi tìm nhà trọ bên kia đi. Giờ đang tìm nhà trọ cả nhà ơi. Mình bệnh viện quá tải, không có chỗ nằm. Bé nhà mình là điều trị ngoại trú rồi nên giờ phải ra ngoài tìm nhà trọ. Mít ăn gì không mít? Mít xưa trên này có nhà trọ không? Đó, dài dài rồi. Không trọ kia. Đi hỏi chỗ nó gần gần đây. Đây còn phòng trọ không ạ? Còn à? Còn à? Còn có lấy chồng là đi 180.
Ngày đêm 180 à? Ở lâu dài bớt giùm với. Ở lâu cả tháng. Nếu mà phòng tập thể thì 140. Thôi nằm phòng riêng thôi. Đi thì phòng có 100 đúng không? 100 thì 180. Đúng rồi. Sẽ hại là đo tục đó. 180 một phòng tại nhà ơi. Chết thật. Ở đây cả tháng. Có nổi không đây? Giờ đi chọn phòng. Bóng cùng cùng. Có nhà vệ sinh được không? Ở tạm thế này thôi này. Đấy. Quá cực khổ luôn. Ở tạm thế này cả tháng. Phòng trọ này cũng có nhà vệ sinh được nhưng mà nó hơi chật quá cả nhà. Quá chật luôn. Tội cho con bé.